Hello, em xin chào các anh chị và cô chú bác và mấy em nha. Tối hôm nay thì em làm mì mì xào, thì cái loại mì này này các anh chị và cô chú bác. Loại mì này này, các anh chị và cô chú bác thấy rõ. Ok. Em làm loại mì này các anh chị và cô chú bác. Mì này là mì trứng. Mì trứng. Cái này là ba xiên với các anh chị và cô chú bác và mấy em. Đây. Hai gói. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước sôi và mình sẽ làm mì mì này ha. Ok các anh chị và mấy em và cô chú bác, thì bây giờ em cắt cái mì này ra ha. Cắt cái mì này ra em bỏ vô trong chỗ cái này để em mình ngâm nước sôi nghe các anh chị và cô chú bác. Và đây là gia vị của nó, đây nè các anh chị và cô chú bác, gia vị của nó. Thì chút xíu nữa mình sẽ trộn với lại cái gia vị của nó rồi mình mới bắt đầu mình xào thịt đồ xong xuôi rồi cái mình bỏ nó vô. Cái này là cái gia vị của nó nghe các anh chị và cô chú bác mấy em. Mì này nó rất là ngon nghe các anh chị và cô chú bác mấy em. Instant noodle. Rồi mình làm xong cái khâu này rồi thì mình sẽ chế nước sôi. Mình chế nước sôi sôi mình vừa nấu xong này các anh chị và cô chú bác. Đó, nước sôi nó vừa nóng mình chế nó vô. Rồi mình vừa trộn mì vừa chờ chín tới nó mới ngon nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Chứ còn mình trộn mì mà mềm quá là coi như lúc mình xào nó không không có ngon nữa, mà nó sẽ bị cái cọng cọng mì nó sẽ mềm. Đây mình để như vậy rồi xong xuôi rồi bây giờ là em sẽ sơ chế sắc thịt bò. Sắc thịt bò xong xuôi là coi như là mình sẽ có mì ăn rồi đó. Còn cái này á, là gia vị này á, là chút nữa mình làm mì mình bỏ vô. Bốn quái là bốn bốn cái quái quái gia vị. Bây giờ em cắt thịt bò nghe các anh chị và cô chú bác, mời các anh chị và cô chú bác vô bếp làm mì xào rau củ với thịt bò cho gia đình mình ăn ha. Cái thịt bò này á, thì em cắt lát nó rất là mỏng nghe các anh chị và cô chú bác, mỏng thiệt mỏng luôn á, để cái lúc mình xào đó nó thịt này nó mềm lắm. Đây này các anh chị và cô chú bác, cái thịt bò này mình mua về mình làm thịt thịt bò tái cũng được nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Mình rồi nó rất là ngon luôn á. Cái này là mình làm bò bò tái chanh cũng được.
mình mua về mình sắc lát mỏng thiệt mỏng, xong rồi cái mình làm bò tiết chanh. Nói chung ra bò tiết chanh á, mỗi người làm mỗi kiểu khác nhau. Em thì em làm bò tiết chanh á, em vắt chanh nghe các anh chị và cô chú bác, rồi xong rồi em sẽ bỏ lên cái dĩa, rồi em lấy cái zip lót á, cái ráp á, em trùm nó lại. Rồi xong xuôi rồi là coi như là nó tự động nó tái ha, nó chín luôn ngay các anh chị và cô chú bác. Rồi mình muốn ăn bánh phồng tôm thì mình chiên bánh phồng tôm lên mình ăn. Tối nay em chỉ làm cái món mì đơn giản thôi, mì xào đơn giản thôi. Tại vì lâu lâu mình ăn đổi món nghe các anh chị và cô chú bác và mấy em. Thời tiết thì buổi sáng nắng, bữa tối thì lạnh. Rồi làm biếng đi chợ lắm. Cho nên ở trong tủ lạnh có cái gì thì mình cứ đem ra mình nấu. Mà ăn đơn đơn giản như vậy mình nó rất ngon các anh chị và cô chú bác. Tại vì mình nấu mình xào mì này, rồi thịt bò này, rồi rau củ trong đó đó, mình ăn nó cũng cũng có chất nữa. Rồi mình muốn ngon nữa thì mình đổ vài cái trứng. Sắc thiệt mỏng nha các anh chị và cô chú bác mấy em, sắc mỏng thiệt mỏng. Cái này á mình muốn ăn có chút mỡ cho nó béo béo nha các anh chị và cô chú bác mấy em. Mình thấy nó bự quá thì mình cắt ra làm hai lại. Em nghĩ cắt làm hai thì nó ok hơn, nó sẽ mỏng hơn. Còn cái đó thì mình cắt mình ăn với lại là bò tiết chanh, còn cái này là mình xào thì mình cắt như vậy là nó ok rồi nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Như vậy nè các anh chị và cô chú bác mình mấy em đó. Trong thịt bò này em đã ướp nè, một muỗng bột tỏi và nửa muỗng bột nêm rau củ nè các anh chị và cô chú bác mấy em, và nửa muỗng đường nha, và oyster sauce nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Rồi bây giờ thì mình sắc hành củ hành này để mình bỏ vào mình ướp nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Cái hành này là cái hành 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 trắng nhỏ. Cái màu trắng nhỏ này các anh chị và cô chú bác mấy em cắt cẩn thận nha, tại vì mình nó nhỏ mình ráng mình cắt nó cay mắt lắm.
Nếu mà mình cắt hành mà mình không có muốn cay á, mình bỏ một chén nước lạnh nha các anh chị và cô chú bác mấy em. Cái chén nước lạnh nó để cho nó giữ cái nó làm cho cái cay mắt á, nó không có cay tại vì nó có cái hơi nước nó hấp lên á. Cái cải này các anh chị, cải này là cải ngọt nha các anh chị và cô chú bác thì mấy em. Mình xắt ra xong rồi mình rửa rồi mình đem đi trụng nước sôi ha, hoặc là mình bỏ vô cái microwave á, mình quay nó đi, mình quay sơ thôi để cái lúc mình xào á, thì rau nó thấm thía hơn, còn mà mình xào mà sống á, thì rau nó không có thấm thía. Mà tiện lời á, mình muốn nhanh gọn á, mình bỏ vô microwave là nó nhanh gọn nhất ngay các anh chị và cô chú bác mấy em. Mình bỏ vô thì mình bỏ vô miếng nước, mình bỏ vô cái bịch ni lông á, mình quay, mình quay xong rồi cái mình đem ra mình đổ ra nơi chỗ cái rổ đó, rồi là coi để cho nó ráo đi, rồi mình bắt đầu là mình bỏ vô mình xào ngay các anh chị và cô chú bác mấy em. Còn mà mình mà không trụng sơ quá thì cái cải nó ăn nó không không có thấm gia vị nghe. Cải này mình ăn á, mình phải rửa kỹ thiệt kỹ thôi, cá rồi vậy đó các anh chị và cô chú bác mấy em, đổ nước thiệt nhiều á. Em làm cái này là em vừa làm là broccoli, cái này là em luộc luộc chung với lại là củ cải luôn nha các anh chị và cô chú bác mấy em. Mình cái broccoli này á, các anh chị muốn muốn mua đồ ngon á, mình vô trong chỗ Aldi nó bán rau cải rẻ mà ngon lắm các anh chị và cô chú bác mấy em. Em thì em hay đi cái chợ đó, rau vừa vậy á, nó bán ngon lắm, nó bán tươi. Còn thịt á, thì em đi chợ Mỹ. Cái này nó bị cứng rồi, cái này nó cũng cứng. Nhiều người á, thì em thấy người ta lấy đây này các anh chị và cô chú bác và mấy em, sắt được một rổ rồi này. Bây giờ là em đang xào thịt bò với các anh chị và cô chú bác và mấy em. Mình xào thịt bò xong xuôi rồi thì mình sẽ xào xào rau thôi, xào rau xong rồi thì mình sẽ đi trộn mì, là nửa tiếng sau là coi như là mình sẽ có mì mình ăn rồi. Cái này làm nó rất là nhanh gọn các anh chị và cô chú bác cùng mấy em, rất là nhanh luôn. Trước khi mà mình xào thịt đó, nó riu lại rồi á thì mình vặn lửa lu lại nghe cô chú bác và mấy em. Đây mình rửa sạch sẽ xong rồi bây giờ mình bỏ vô trong chỗ microwave ha, microwave nó làm cho rau mình bỏ vô một miếng nước rồi nha các anh chị và cô chú bác. Rồi bây giờ thì em sẽ bỏ microwave cho các anh chị và cô chú bác coi.
Và sau đó thì mình bấm cút nghe các anh chị và cô chú bác. Trên này nó có cái steam này, microwave này, nó có cái steam. Nó kêu là baked potato, frozen vegetable. Bây giờ em cúc là vegetable, là bây giờ là mình cúc ha, fat ha. Rồi mình cúc hoặc là stop. Rồi bây giờ là nó đang quay đó nghe các anh chị và cô chú bác và mấy em, nó đang tiếp xúc, nó đang quay. Nó quay xong rồi á thì nó sẽ ngưng, nó ngưng rồi thì em sẽ đổ nước ra cái rổ. Ok, thì bây giờ là em sẽ trộn mì với các anh chị và cô chú bác và mấy em. Trộn mì thì mình đã có cái gia vị của nó rồi đây. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ vô ha. Ở trong này nó có cái nước sốt rồi này, mình cắt mình thả vô. Đây là nước sốt của nó và đây là muối, muối của nó, muối và ớt nha, ớt bột hay các chị và cô chú bác. Mình ăn nhiều thì mình bỏ nó bị sặc với các anh chị và cô chú bác, mùi nó cay dữ lắm luôn. Nước sốt của nó đó các anh chị và cô chú bác, nó làm cho cái màu á, nó làm cho cái mì nó ngả, mì là mì màu vàng nhưng mà nó có cái nước sốt này thì nó làm cho cái mì trở ra thành màu đen. Cái bao tay này bao, bao tay sạch nha các anh chị và cô chú bác, cho nên em trộn ấy nha.
trộn nó là cái màu của nó là nó ngã ra, cái đây là nó màu trắng mà, nhưng mà mình trộn xong rồi nó ngã ra cái màu màu nó màu nâu nghe các anh chị và cô chú bác. Mình muốn cho nó đậm đà thêm một chút xíu nữa thì mình bỏ cái này, cái muối tiêu này này với lại ớt này này, rồi mình tiếp tục mình trộn tiếp nữa. Rồi vậy là mình có xong một cái mì rồi. Đây là cái mì này các anh chị và các chú bác, mì em trộn ra là như vậy đó. Thịt bò mình bỏ mình cũng trộn vô. Mình muốn ăn thịt bò nhiều mình bỏ thịt bò nhiều, mình muốn ăn thịt bò ít mình bỏ thịt bò ít nghe các anh chị và cô chú bác. Em thì em ăn thịt bò nhiều cho nó ngon cho nên em bỏ nó vô cho nó nhiều, còn một số thì chút nữa mình sẽ trải lên trên chỗ cái mì cho nó đẹp nghe các anh chị và cô chú bác mấy em. Đây là cái rau em đã quay ở trong microwave rồi đó các anh chị và cô chú bác. Nhìn cái màu thì sắc nó cũng xanh lắm nha các anh chị và cô chú bác. Rồi bây giờ thì mà em sẽ mời các anh chị và cô chú bác và mấy em bỏ vô mình xào ha. Mình sẽ nêm một muỗng bột tỏi nghe các anh chị và cô chú bác, và một chút xíu đường. Và một chút xíu bột nêm rau củ nghe các anh chị và cô chú bác. Và một chút xíu xì dầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đảo đều nha các anh chị và cô chú bác và mấy em. Mình muốn rau cho cái màu nó đẹp mà nó bóng lưỡng thì mình bỏ vô một miếng dầu. Lúc mình bỏ dầu vô mình xào rồi, bây giờ cái lúc mà gần tắt lửa mình sẽ bỏ thêm một miếng dầu nữa để cho cái rau củ nó óng ánh này các anh chị và cô chú bác mấy em. Mình chần qua nước sôi rồi cho nên rau mình làm rất là nhanh mà nó
không không có bị mềm nha các anh chị và cô chú bác. Mình làm như vậy xong rồi cái mình sẽ bỏ ra như chỗ cái thông mì thì xong rồi bắt đầu làm trộn lại nghe các anh chị và cô chú bác. Mình trộn lại để cho cái mì nó vừa có rau củ vừa có thịt vừa có lửa, rồi sau đó rồi mình làm thêm một cái giai đoạn nữa là coi như là mình đổ trứng nghe các anh chị và cô chú bác. Đổ một hai hai cái trứng. Đây là một dĩa một thau mì xào rau củ thịt bò nghe các anh chị và cô chú bác. Đây là một dĩa mì đã xong hoàn tất rồi các anh chị và cô chú bác. Các anh chị và cô chú bác nhìn thấy có hấp dẫn không? Thôi thì bây giờ thì mời các anh chị và cô chú bác vô bàn ăn tối với gia đình em ha. Mời các anh chị và cô chú bác nha. Cái trứng nó rất là ngon các anh chị và cô chú bác mấy em, nó rất là béo, tại vì cái trứng này á em mua ở farm cho nên nó rất là béo và cái mì này á nó cũng rất là ngon luôn các anh chị và cô chú bác, mua thử về làm cho gia đình ăn. Thịt bò nó rất là mềm, mình ăn nó có cái đồ ngọt của trong miếng thịt bò các anh chị và cô chú bác mấy em. Mời các anh chị và cô chú bác nha.
Các anh chị và cô chú bác và mấy em thấy không? Đồ ăn mà nó ngon, mình ăn hết một dĩa luôn. Mà nó có rau củ nữa, ăn cái đồ nó giòn giòn, nó sực sực cũng rất là ngon. Và đây một dĩa mì, em mời các anh chị và cô chú bác mấy em nha. Mì này nó rất là công phu nghe các anh chị và cô chú bác và mấy em. Đây. Thôi thì em cũng xin dừng cái video tại đây và em cũng cảm ơn các anh chị và cô chú bác và mấy em. Và lúc nào cũng ủng hộ cho gia đình của em. Và nếu các anh chị và cô chú bác mấy em thích cái video tiếp theo thì các anh chị comment và share và submit cho em, và em có những cái video tiếp theo em sẽ đăng cho các anh chị và cả mấy em và xem. Hẹn các anh chị và cô chú bác video tiếp theo. Bye bye.